3 dự án giao thông lớn ở Đồng Nai xin lùi thời gian hoàn thành sang năm 2025. Trở lại các dự án cầu Vàm Cái Sứt, Hương Lộ 2, đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, chúng tôi ghi nhận tiến độ của các dự án có nhiều chuyển biến tích cực hơn rất nhiều. Tuy vậy, tất cả các dự án này đều không thể về đích đúng hẹn trong năm 2024 theo kế hoạch. Trong đó, cầu Vàm Cái Sứt nối xã Long Hưng và phường Tâm Phước, Biên Hòa bên cạnh dự án Aqua City, mặt cầu chính đã hoàn thiện, mặt cầu được thảm nhựa láng bóng. Tất cả xe máy đã rút, hai đầu cầu là những hàng kẽm gai, rào chắn để đảm bảo an toàn. Dự án này có tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 10 năm 2020 và dự kiến hoàn thành vào tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên, cầu đã xong mà đường dẫn đang trở lún. Vì vậy, cầu Vàm Cái Sứt được xin gia hạn về đích sang đầu năm 2025. Tiếp giáp với cầu Vàm Cái Sứt là đường Hương Lộ 2 cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Đây là tuyến đường có ý nghĩa lớn bởi khi hoàn thành sẽ nối về cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành, giúp giảm tải cho quốc lộ 51. Dự án dài gần 2 km với tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng cũng được khởi công cuối năm 2020. Dự kiến thi công khoảng 1,5 năm nhưng cũng trễ hẹn nhiều lần do không có mặt bằng. Theo kế hoạch mới, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2024, nhưng đến nay vẫn chưa thông, mặt bằng chỉ đạt 86,7%. Trên tuyến có cầu An Hòa 2 đã thi công hoàn thiện một số trụ. Phần đường bê tông nhựa đã hoàn thành được 1.309m. Tuy nhiên, đoạn qua xã Long Hưng dài 250m vẫn chưa được bàn giao mặt bằng, khiến công trình không thể triển khai liên tục. Tổng sản lượng toàn dự án Hương Lộ 2 mới đạt khoảng 80%. Tương tự, đường trung tâm Biên Hòa với cầu Thống Nhất nối từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn cũng gặp khó khăn về mặt bằng. Dự án dài 5,4 km, vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, khởi công vào năm 2020 và dự kiến hoàn thành trong năm nay. Tuy nhiên, tiến độ nhiều hạng mục vẫn bị cản trở do mặt bằng không đồng bộ, khó triển khai thi công đồng loạt. Tại đây, công nhân đang thi công các mố, trụ cầu, đúc dầm, cấp phối đá dăm, đắp đất, đắp cát phần đường. Nhưng do mặt bằng loang lổ nên tiến độ thi công trễ 500 ngày so với kế hoạch. Ban quản lý dự án công trình giao thông đã đề nghị thành phố Biên Hòa và các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng. Vì vướng mắc mà sản lượng mới đạt khoảng 30%. Công nhân Nguyễn Văn Toản cho biết, do mặt bằng không liền mạch nên có những khu vực xe máy chưa thể vào thi công. Có nhiều vị trí anh em công nhân phải chờ đợi rất lâu. Ban quản lý dự án, lãnh đạo công ty cũng động viên, đôn đốc chúng tôi làm nhanh để sớm có cầu, đường cho bà con đi lại. Anh em ở đây đều cố gắng để dự án sớm xong, anh Toản nói. Theo ông Ngô Thế Ân, giám đốc ban quản lý dự án công trình giao thông Đồng Nai, mới đây, đơn vị đã trình hồ sơ xin gia hạn niên độ cho 3 dự án này. Trong đó, cầu Vàm Cái Sứt và Hương Lộ 2 xin gia hạn sang đầu năm 2025 hoàn thành. Riêng đường trục trung tâm với cầu Thống Nhất xin gia hạn đến cuối năm 2025. Các nhà thầu huy động đủ nhân sự, xe máy, thiết bị để thi công. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất khiến các dự án bị chậm tiến độ là do vướng mắc mặt bằng. Chúng tôi cũng đã nhiều lần đề nghị thành phố Biên Hòa sớm giao mặt bằng, nhất là các vị trí ưu tiên để triển khai dự án, ông Ân cho hay. Nhộn nhịp công trường cao tốc phía Nam dù sáng nắng, chiều mưa. Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài 58 km, trong đó đoạn qua Đồng Nai dài gần 30 km, qua tỉnh Long An dài 2,7 km và qua thành phố Hồ Chí Minh dài 26,4 km. Ông Đặng Hữu Vị, giám đốc ban quản lý các đường cao tốc phía Nam, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC cho hay, các nhà thầu đang gấp rút hoàn thành những công việc cuối để chuẩn bị đưa vào khai thác trước hai đoạn trong tháng 11. Cụ thể là đoạn 3,4 km từ nút giao với cao tốc Trung Lương đến quốc lộ 1, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và 7 km từ cảng Phước An đến quốc lộ 51, Long Thành, Đồng Nai. Theo ghi nhận, các đoạn tuyến chuẩn bị đưa vào khai thác đến nay cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Nhà thầu đang hoàn thiện lắp đặt trạm thu phí, đá long môn, tấm chắn sáng, biển báo. Ở hướng phía Tây, nơi tiếp giáp với cao tốc Trung Lương, nhà thầu đang thi công đoạn tuyến 250m là đường nối giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Đoạn này là một nhánh trong nút giao của vành đai 3 qua tỉnh Long An. Ông Trần Thiện Trúc, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An cho biết, do vành đai 3 khởi công sau nên tiến độ không song hành với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Tuy vậy, để kịp kết nối, nhà thầu đang gấp rút thi công phần nền, cấp phối đá dăm để chuẩn bị thảm bê tông nhựa và đưa vào khai thác. Cả hai đoạn tuyến này tuy không dài nhưng có ý nghĩa lớn trong việc giải tỏa ùn tắc cho hai cửa ngõ phía Đông, Tây của thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, ở hướng phía Tây, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương thường ùn tắc ở khu vực Chợ Đệm. Khi đoạn 3,4 km cao tốc Bến Lức đưa vào khai thác, các phương tiện từ miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh có thể ra theo đoạn này để đi quận 7, Bình Chánh. Hay ở phía Đông, phương tiện khi qua cầu Long Thành có thể rẽ theo nút giao 319 đi vào các đường bên trong huyện Nhơn Trạch, ra đoạn 7 km cao tốc Bến Lức - Long Thành về Vũng Tàu, tránh các điểm ùn tắc trên quốc lộ 51.
Bên cạnh đó, đoạn tuyến dài 18 km từ quốc lộ 1 Bình Chánh đến đường Nguyễn Văn Tạo, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang hoàn thiện các nút giao, đường dẫn các đầu cầu để phấn đấu đưa vào khai thác vào trước Tết năm 2025. Chúng tôi cố gắng đưa vào khai thác các đoạn tuyến để phục vụ người dân đi lại thuận tiện hơn, nhất là dịp cuối năm, ông Vị nói. Những ngày giữa tháng 10, phóng viên báo giao thông trở lại dự án vành đai 3 qua Long An. Đứng trên cầu quay đầu thuộc gói thầu XL03 nhìn xuống, các cần trục sừng sững vươn cao, nhìn nhàng nâng hạ những khối bê tông nặng trịch lắp lan can cầu. Theo ông Phan Văn Lợi, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần Trung Thành, liên danh các nhà thầu đang thi công nút giao cuối tuyến thuộc gói thầu XL03. Hiện, gói thầu đạt trên 62% giá trị xây dựng. Các nhà thầu đang huy động 6 mũi thi công với tinh thần 3K4 kíp đã thi công đắp cát 902m đường, đạt 100%. Sau khi hoàn thành 6 nhịp cầu vượt ngang, nhà thầu đã đổ bê tông 3 nhịp bàn mặt cầu. Trời liên tục đổ mưa nhưng nhà thầu quyết tâm hoàn thành hạng mục cầu vượt ngang, cầu quay đầu để kịp thông xe kỹ thuật cuối năm nay. Đây là hạng mục quan trọng để kết nối thêm vào cao tốc Bến Lức - Long Thành, ông Lợi cho biết. Đang giám sát lao động trên cầu vượt Tân Bủ, ông Nguyễn Đức Phương, phụ trách chung gói thầu XL02 thuộc công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí Didico cho biết, gói thầu có 14 mũi thi công với hơn 150 cán bộ kỹ sư, người lao động. Phần cầu trên tuyến sông Hành Trái đã thi công 49/54 cọc khoan cọc nhồi. Đối với đường cao tốc, cầu Tân Bủ đã gần xong cọc khoan nhồi, song song đó là lao lắp 88 dầm, hoàn thành bản mặt cầu 11 nhịp. Tại gói XL01, nhà thầu đang triển khai 7 mũi với khoảng 60 phương tiện thi công. Ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An cho biết, tiến độ dự án vành đai 3 qua Long An đạt 50,84% giá trị xây dựng, cơ bản đạt các mốc tiến độ yêu cầu của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải. Riêng gói XL03 thi công một số hạng mục cầu, vượt tiến độ thi công hơn 2 tháng. Chúng tôi quyết tâm thông xe kỹ thuật toàn tuyến trong năm 2025, ông Tuấn cho biết. Trong khi đó, đoạn vành đai 3 qua thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt đầu tăng tốc. Tại gói thầu XL03, đoạn qua thành phố Thủ Đức, tập đoàn Định An đã lao lắp 6 nhịp dầm đầu tiên của đoạn trên cao. Tại gói thầu XL01, nhà thầu đang đẩy nhanh thi công nhánh A, đoạn đường dẫn kết nối lên cao tốc Long Thành. Đây là nút giao để kết nối cầu Nhân Trạch, sẽ hoàn thành vào dịp 30 tháng 4 năm 2025. Lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay, các nhà thầu đã huy động được khoảng 1,1 triệu mét khối cát từ các nguồn. Các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre cũng đã hoàn thành các thủ tục để cấp những mỏ cát đầu tiên cho vành đai 3. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre cam kết hỗ trợ cát cho dự án với tổng khối lượng là 10 triệu mét khối cát. Đến nay, đã có 2/13 mỏ cung cấp cát cho dự án. Dự kiến trong quý 4 năm 2024 sẽ hoàn thành cấp phép 11/13 mỏ còn lại. Các đoạn vành đai 3 qua Đồng Nai, Bình Dương sau khi bàn giao cơ bản mặt bằng cũng đã bắt đầu tăng tốc để bù lại tiến độ trước đó chậm. Tại dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, không khí thi công đang diễn ra hối hả dù thời tiết vẫn đang ở giai đoạn sáng nắng, chiều mưa. Trong đó, dự án thành phần 1 qua thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thời gian qua đã được tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, nhà thầu tận dụng từng mét đất đã có để thi công. Khó khăn lớn nhất của dự án là vướng mặt bằng, thiếu đất đắp. Dù vậy, Ban Quản lý dự án thành phần 1 cùng các nhà thầu đã nỗ lực làm việc xuyên ngày đêm, ngất mưa là làm để tránh ảnh hưởng đến tiến độ. Ông Nguyễn Linh, Phó Ban Quản lý dự án 1 thông tin. Tương tự, ông Trần Văn Huyện, Giám đốc điều hành liên danh nhà thầu thi công gói thầu số 21, dự án thành phần 1, công ty cổ phần Lizen cho biết, từ sau lễ phát động đến nay, đơn vị cũng đã triển khai thêm nhiều mũi thi công, huy động thêm nhân sự, máy móc làm việc liên tục. Hiện còn khoảng 2 km mặt bằng nữa, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm cao độ làm các vị trí có đất trước. Khi vào mùa khô, công việc sẽ được đẩy nhanh hơn. Anh em ai cũng đồng lòng, ngày không xong thì tiếp tục làm đêm. Nhờ vậy, đoạn này đường đã nên hình vóc, ông Huyện nói. Còn dự án thành phần 2, mặt bằng cơ bản thuận lợi hơn với 124 hectare đất đã được bàn giao, công tác thi công triển khai trên diện rộng. Trong đó, gói thầu số 9 thi công từ km16+00 đến km23+00 đang triển khai phần cầu và phần đường. Còn gói thầu số 10 thi công xây dựng đoạn km23+00 đến km34+200 đang triển khai 42 mũi thi công với 384 nhân sự, 120 đầu máy thiết bị. Phần cầu đang đúc dầm nhưng do mặt bằng hạn chế nên đưa khai thác nhiều được các hạng mục khác. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phần 2 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho biết, mặt bằng của dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu thi công. Tuy nhiên, các đơn vị thi công vẫn gặp khó khăn do thiếu đất đắp nền. Riêng dự án thành phần 3 qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sản lượng đạt trên 50%. Cả ba nhà thầu đang triển khai đồng bộ phần đường, cầu trên tuyến. Đường đã nên hình vóc, tạo thành dải lụa dài xuyên núi hướng về phía biển. Dự kiến, đoạn tuyến này sẽ hoàn thành sớm hơn nhiều tháng so với kế hoạch vào dịp 30 tháng 4 năm 2025.